chiến lược đúng và hành động đúng thì chúng ta mới tạo ra được cái kết quả bán hàng nó tốt được. Tôi đang đi phục vụ khách hàng đúng không anh chị em? Tôi mang sản phẩm tốt cho tới khách hàng của tôi. Nếu khách hàng mua hàng sản phẩm của tôi, khách hàng sẽ được biến đổi như thế nào? Nếu em tự tin về mọi thứ điều đó, cộng với các cái mọi thứ đều có chiến lược quy trình hết, chiến lược và quy trình, thì tại sao mình không thành công được? Chúng ta thất bại bởi vì chúng ta chưa làm đúng quy trình. Một là chúng ta chưa làm đủ, hai chưa có chiến lược, chưa có quy trình. Đó. Bởi vì người thành công là người đều phải có chiến lược và có mục tiêu. Họ biết rõ điều các bạn muốn, biết điểm rõ các điều các bạn đến nó là đâu, thì chúng ta mới vượt qua được nỗi sợ. Bởi vì khi tới thành công đều có rất là nhiều cản trở trên đường chúng ta đi, nhưng chúng ta đọc được ra nó thì chúng ta vượt được qua nó không ạ? Hoàn toàn vượt qua một cách dễ dàng. Và chúng ta phải biết là cái mục tiêu của chúng ta là gì. Chúng ta phải chia nhỏ mục tiêu ra. Đây, cái mục tiêu của anh chị em mình đến thì đúng không ạ? Nó phải đây đúng không ạ? Đây là mục tiêu của chúng ta đến. Chúng ta không thể là vút lên đến đi một phát từ đây đến đây lên cao được, đúng không ạ? Mà chúng ta phải đi được qua rất là lòng. Chúng ta phải trải qua rất là nhiều cái mục tiêu nhỏ. Chúng ta phải trải qua đạt được qua rất nhiều mục tiêu nhỏ thì chúng ta mới đến được con đường này của chúng ta. Phải chia ra rất nhiều mục tiêu nhỏ thì mới đạt được nó. Vậy anh chị em mình làm gì? Phải có mọi chiến lược rõ ràng, chiến lược đúng và hành động đúng thì chúng ta mới tạo ra được cái kết quả bán hàng nó tốt được. Và khi chúng ta thành công thì chúng ta lại tạo ra những con bạn copy giống chúng ta, và chúng ta có một đội nhóm tuyệt vời, một đội nhóm năng lượng, đúng không ạ? Để chúng ta đạt lên. Và chúng ta phải trải qua rất là nhiều việc làm khác nhau thì nó mới có lên, có xuống, có lên, có xuống, có lên, có xuống, có lên, có xuống, đúng không anh chị em? Thì chúng ta mới vút được lên cao được. Vút được lên cao được. Chứ không có cái đường đi nào mà nó bằng phẳng với anh chị em được cả. Và chúng ta phải làm một cách đam mê mãnh liệt thì mới thành công được. Và tại sao chúng ta phải làm cái điều đó? Phải luôn đặt cho chúng ta những cái câu hỏi là tại sao chúng ta phải đạt được nó, đúng không? Và muốn đạt được cái điều đó thì chúng ta phải làm nó như thế nào nha anh chị em. Nếu không kiên trì, không biết rõ những cái gì mình muốn thì rất khó mà thành công được, đúng không? Và chúng ta phải luôn tục tiến lên. Và ở đây không có tuổi tác, không có vùng miền, ở đâu cũng làm được hết, ở đâu cũng có thế mạnh hết. Ở các thành phố lớn thì chúng ta có cả chạy nhiều, chúng ta cạnh tranh nhiều, nhưng chúng ta lại có dân số đông, chúng ta còn được chạy ác, đúng không ạ? Còn ở các thành phố dân cư ít thì chúng ta lại cái gì? Có ít, đúng không? Có ít sự cạnh tranh. Và của chúng ta đã có rất nhiều lợi thế là gì? Đồ của chúng ta là đồ thương hiệu, đồ chất lượng. Và chúng ta ở trong một cộng đồng năng lượng, học tập phát triển bản thân liên tục. Chúng ta phải trở thành người bán hàng khác với những con người ngoài kia, chứ không phải là giống những con người ngoài kia được. Và chúng ta luôn tục tiến lên mỗi ngày để đạt được những cái gì chúng ta mong muốn nha. Và muốn thành công được thì chúng ta phải tin tưởng người hướng dẫn chúng ta, và chúng ta phải làm y như người hướng dẫn chúng ta làm. Hiện đã chia sẻ cho anh chị em rất là nhiều những cái vấn đề mà như mà một cầu thủ bóng đá đúng không anh chị em, người ta có huấn luyện viên thì
thì huấn luyện viên bảo người ta đá như thế nào, chỉ cho người ta động tác thế nào và cơ thể nào y như vậy thì người ta sẽ thành công. Còn khi mà anh chị em mình có huấn luyện viên mà không dùng huấn luyện viên, không xu theo đúng thì rất là lãng phí nha. Đó, nhưng anh chị em mình mà chưa thực sự thành công là không phải là do các bạn kém đâu, mà do các bạn chưa làm thôi, hoặc là các bạn chưa có lòng tin hết hẳn để các bạn làm. Chứ còn nếu các bạn đã tin rồi á, các bạn đã tin hiền rồi, hoặc các bạn có tính kiên trì hay các bạn đi phát triển bản thân thì các bạn sẽ thành công thôi. Nhưng mà đa phần những anh chị em mà tin hiền ấy, là anh chị em mình cũng đa phần là những anh chị em đó họ cũng đã được đi học tập phát triển bản thân rất là nhiều rồi. Họ phân biệt được đâu là điều tuyệt vời để họ theo, đúng không ạ? Nếu mà Hiền thấy bản thân thì giống như Hiền chia sẻ các bạn, nếu mà mình thời bản thấy bà chia sẻ học tập hay phát triển bản thân nó không tốt thì tại sao mà Hiền lại phải đi học như thế, đúng không anh chị em? Thời gian của Hiền rất là giá trị cơ mà. Đây này, hàng ngày các bạn nhìn thấy công việc của Hiền này, từ bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc 12 giờ đêm thực thường, và gần như không có nghỉ trưa, đúng không ạ? Mà thậm chí cũng có hôm 2-3 giờ Hiền cũng mới ngủ. Đó là công việc của Hiền. Thế vậy thời gian với Hiền có giá trị không ạ? Rất giá trị, đúng không anh chị em? Mà Hiền cũng là một bà mẹ ba con, cũng giống các bạn, đều cần thời gian cho gia đình chứ. Nhưng sao mà vẫn phải đi học tập phát triển bản thân? Bởi vì Hiền nhận ra rằng nếu không phát triển bản thân thì con đường dẫn tới thành công để đạt được ước mơ của mình rất là xa vời.